Thưa quý vị và các bạn, do làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh, nên tính đến hôm nay ngày 9 tháng 4, tỉnh Hưng Yên vẫn chỉ ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19. Công tác giám sát, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm, thu dung, điều trị được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên y tế. Hiện toàn tỉnh đang có 64 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 150 trường hợp cách ly tại 6 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Công tác cách ly tại nhà và nơi lưu trú tổ chức thực hiện nghiêm túc đúng quy định, các đối tượng khai báo sức khỏe 2 lần một ngày cho cơ quan y tế, hiện không có vấn đề sức khỏe bất thường với 592 trường hợp. Tình hình tại khu vực khoanh vùng cách ly tại thôn Trí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm diễn ra bình thường, không có diễn biến bất thường, đã thiết lập 10 chốt một trạm kiểm soát việc ra vào khu cách ly. Công tác đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly thực hiện tốt, đồng thời đã chuyển việc cấp methadone ARV từ tuyến huyện về phục vụ ngay tại trạm y tế, đến nay đã khám chữa bệnh được 64 lượt.